Đông Lam Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh bay trên đôi cánh cầu phượng. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Thành phố Hồ Chí Minh trong chuyến làm khách tới sân của đội bóng đang xếp đầu bảng sông Lam Nghệ An tại vòng 6 V-League 2020. Sau thất bại trong trận derby với Sài Gòn FC, các cầu thủ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã trở lại mạnh mẽ với chiến thắng 3-0 trước một trong những ứng cử viên vô địch là Viettel. Ở trận đấu đó thì cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất bên phía Á quân V-League không ai khác chính là Nguyễn Công Phượng. Tiền đạo xứ Nghệ đã có một trong những trận đấu hay nhất từ đầu mùa giải cho tới thời điểm hiện tại. Được huấn luyện viên Chung Hae-seong xếp ở vị trí số 10, Công Phượng thi đấu đầy năng nổ trên hàng công của Thành phố Hồ Chí Minh. Mọi đường tấn công của Á quân V-League đều qua chân cầu thủ mang áo số 21. Cùng với đó, với khả năng di chuyển thông minh của mình, Công Phượng thường xuyên khiến hàng phòng ngự của Viettel phải xáo trộn và mở ra khoảng trống cho các đồng đội. Sự hiệu quả của tiền đạo xứ Nghệ được thể hiện qua một bàn thắng và một pha kiến tạo ở trận đấu tại vòng 5 V-League 2020. Đặc biệt pha solo rồi dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh của Công Phượng làm cho người hâm mộ nhớ về thời kỳ đỉnh cao phong độ của tiền đạo này. Với phong độ ấn tượng vào thời điểm hiện tại, Công Phượng sẽ là điểm tựa lớn nhất của Thành phố Hồ Chí Minh trong chuyến làm khách tới sân vận động của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Đoàn quân của huấn luyện viên Ngô Quang Trường đang là đội bóng thi đấu ấn tượng nhất V-League khi dẫn đầu bảng xếp hạng sau 5 vòng đấu với 11 điểm. Ở mùa giải năm nay, Sông Lam Nghệ An đã thay đổi phong cách chơi khi họ đặt phòng thủ lên hàng đầu. Bằng chứng là sau 5 vòng đấu đầu tiên, đội bóng xứ Nghệ là câu lạc bộ duy nhất chưa để thủng lưới tại V-League 2020. Sự xuất sắc của thủ môn Nguyễn Văn Hoàng và bộ tứ hậu vệ đang là điểm tựa giúp Sông Lam Nghệ An bay cao ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, hàng tấn công của họ cần phải cải thiện khả năng dứt điểm của mình. Sau 5 vòng đấu đầu tiên, tuy là đội dẫn đầu bảng xếp hạng, nhưng Sông Lam Nghệ An mới chỉ ghi được vỏn vẹn có 3 bàn thắng. Không phải là họ tạo ra ít cơ hội, mà những tình huống xử lý cuối cùng của các tiền đạo chưa đủ tinh tế và sắc sảo để mang về bàn thắng. Ngoài Phan Văn Đức đóng góp 2 bàn thắng thi đấu đúng với sự kỳ vọng, thì những cầu thủ còn lại trên hàng công như là Hồ Tuấn Tài hay là hai ngoại binh đều chưa để lại nhiều dấu ấn. Nếu không cải thiện ở trận đấu sắp tới với Thành phố Hồ Chí Minh, rất có thể Sông Lam Nghệ An sẽ phải trả giá vì điều này. Cuộc đọ sức trên sân vận động Vinh giữa Sông Lam Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là trận cầu tâm điểm của vòng 6 V-League 2020. Cả hai đội đều chắc chắn muốn giành trọn vẹn 3 điểm để củng cố vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn giữa hai đội bóng hàng đầu tại V-League 2020. Quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video này. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất, tin tức mới nhất về bóng đá được chúng tôi cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 Giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.